Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Video trước là mình đã tiến hành là theo dữ liệu vừa được rồi. Tiếp tục, lúc này sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta hiển thị dữ liệu for user ra ngoài bảng list của mình. Thì bài này khá đơn giản, mình làm rất nhiều rồi. Thì ở đây tôi đã có một sẵn một cái là get list ở đây. Bây giờ tiến hành là đổi dữ liệu nha các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ viết một câu chi vấn như sau. Tôi tạo một cái biến user đường bạn bằng user select, và tôi lấy những cái gì đây, cho lấy là thứ nhất là ID, thứ hai là username, đúng bạn, thứ ba là cái level, đúng nè, đó như đó thôi đủ rồi nha. Đây username level đủ rồi, và tôi tiến hành là lấy hết ra tôi get đường bạn, nhưng mà ở đây tôi tiến hành là lấy những cái mới nhất, sắp xếp trở lại order by được nha. Order by đây ID với kiểu là DESC, và tôi lấy dưới dạng array thì ghi là true array là xong nha bạn, rất là dễ. Thì chuyển liệu qua view cũng khá đơn giản, mình ghi bạn cầm bát và xong đấy, rồi tôi chuyển thành biến mình vào là user. Sau khi có dữ liệu xong rồi thì tiến hành là đổ ra view của mình. Thì nhìn tôi nha bạn, tôi tiến hành là mở view mình ra. Resources, view, admin, chúng ta làm việc với là user và làm việc với list trong đây cái biệt bay của mình. Đổ ra nha bạn, đổ phần này ra. Được nha, đấy. Bây giờ tạm thời tôi bỏ hết hai phần cuối đi, đổ giữ làm cái thôi. Ở đây thì tôi dùng nhỏ for x để tiến hành đổi liệu. For it đấy nha, đây là end for it. Rồi tiếp tục bây giờ nha, tôi đổ với biến user vào, tôi add với item user đường bạn, và tôi đổ item user này vào những cái chúng ta này đấy, ở đây là username. Tôi phải là trang của ta. Nó báo là try it to get an object ở phần list này. Nó có vấn đề chút xíu ở đây. Kiểm tra lại cho bạn. Username đúng rồi. Thì bạn có thể làm như sau. Tạm thời thì tôi tắt cái này đi. Và tôi tiến hành là bring ta của user ra. Đấy, chừng nào kiểm tra lại đây chúng ta, tôi được những phần tử này nha, vậy ta đúng rồi, chúng ta kiểm tra lại. Ở đây thì tôi sai gì nhỉ? Try is nên object dòng 19, dòng số 19. Ở đây là phải là chỗ lớn nha bạn, ở đây là cái mạng của chúng ta mà, phần trong mạng chỉ có đối tượng object thì mới chỗ lớn thôi nha. Rồi đây không trạng thái setup bỏ đi luôn, bỏ phần hiện phần này. Rồi tiếp tục nào, user level cũng như vậy, và đây là level nha. Yeah, đây kiểm tra lại nào, được các bạn, mà level đây bạn có thể 1, 2 như rất là kỳ đúng nào, nên tôi tiến hành như sau. Tôi tiến hành như thế này, ở đây thì tôi sẽ là tạo ra cho nó một cái if kiểm tra. Đơn bạc if L if else. Rồi đấy, if gì đây, nếu mà item user của phần tử level mà bằng 2 đi, bằng 1 trước nha, thì tôi sẽ ghi là admin được bạn admin nha. Và cái chuyện bên này cũng được, khỏi cần cái chỗ này được không nào. Và nếu mà item username và item level bằng 1 và
cái item như thế này. Tôi sẽ cho những người nào mà có ID bằng 2 thì sẽ là sức bệnh mình ngay như vậy, đặc biệt thôi nha. Và những người còn lại là user member. Tôi chạy lại thử bạn xem nha. Syntax and for x ở đây and if này. Vậy các bạn, vậy vì nó quy định sẵn luôn, chúng ta sẽ có 3 cấp đơn bạn: super admin, admin và member. Những người nào có level bằng 1 thì mình định là admin, những người nào level khác 1 thì là member. Nhưng trong trang của mình luôn luôn phải tồn tại một người lớn nhất là một super admin, thì tôi chọn cho bạn này tự đặt sẵn luôn là những người nào mà có ID bằng 2 á, ID bằng 2 các bạn là super admin, đơn giản vậy thôi, được chưa nào? Những người nào có ID bằng 2 super admin là mình tự định ra, bạn có muốn số 2 và số 3 cũng được. Nó sẽ có 3 cấp: super admin, admin và member. Các bạn ở đây hiện tại thì những người này là số 1 này là Quốc Tuấn gì này thì phải là admin đúng không bạn, nhưng mà sau đó là member. Đây thì mình kiểm tra lại item ở đây là item level mình nha, kiểm tra lại mình phải check và thứ ba đi nha, và phần một luôn thì chắc chắn là sẽ đúng. Vẫn là như vậy thì tôi hãy để như đầu đi, được không bạn? Tôi hãy đổi chút xíu đây, đấy nhìn cho nó hợp lý chút xíu. Rồi mà những người nào có là item user level bằng bằng 1 thì sẽ là admin. Đó, nhìn cho nó thứ tự chút xíu nha. Rồi còn nữa là member, được bạn, vậy cho nó hợp lý hơn, đúng nào? Đấy, super admin, admin và member. Thì tôi có thể thiết kế cho đẹp đẹp chút xíu, ví dụ như là tôi cho nó một cái màu khác chẳng hạn như vậy, thì phần này bạn có thể tự thiết kế được nhé. Và tôi vừa hướng dẫn các bạn cái chúng ta đổ dữ liệu ra mảng để các bạn của chúng ta, được chưa nào, các bạn của chúng ta ở đây ta còn ở đây chúng ta chưa chỉnh sửa lại thì tôi chỉnh sửa luôn ở đây. Mình làm rất nhiều phần này rồi, đưa ra số tự bằng 0, vô đây thì số tự tăng lên 1 như vậy. Đó là số tự bằng số tự cộng 1. Tiếp tục ở đây thì tôi cho cái số tự vào luôn. Đấy, số tự và tiến hành phải đại gian của ta 1, 2, 3. Được chưa nào? Mình đã xong, tiến hành là xong đổ phần user này rồi. Bây giờ thì tiếp tục phần này thì tôi sẽ làm như sau. Sẽ ghi là giống như phần cũ chúng ta làm, cứ bây giờ nhanh nha bạn, vô phần cat nào cũng được, vô phần list bây phần này nhanh nha. Phần xóa này cái phần này được cho bạn xóa đây, đấy nó sẽ nhanh hơn rồi. Và cái phần edit cũng như vậy, copy xuống mình bắt đầu đánh lại tự nhiên ha. Các bạn. Rồi ở đây tôi chỉnh sửa là đơn giản thôi. Ở đây thì tôi là tiến hành là user. Ở đây là user luôn. Ở đây là item user. Item user. Tôi kiểm tra trang chúng ta, được phải là trang. Ra chuột vào thì bạn có nhìn góc dưới trái màn hình giùm tôi. 3 2 1. 3 2 1. Được chưa nào? Và tôi vừa hướng dẫn các bạn chúng ta đổ tin trong phần user. Tiếp tục phần sau chúng ta tiến hành là xóa và update lại. Nhưng mà khi phần xóa update lại thì chúng ta cần phải tiến hành đăng nhập trước khi chúng ta xóa, để chúng ta kiểm tra là ai được phép xóa, bạn là ai được phép xóa, bạn là những người nằm phép sửa gì đó. Nên phần sau sử dụng các bạn, các chúng ta làm việc với phần login trước, rồi mình sẽ quay lại phần user này. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.